Các bạn ơi, Việt Thắng bình luận rất nhiệt huyết và cổ họng rất đau để có những trận đấu hay, vì thế các bạn đừng tiếc gì một like và share. Cuối cùng thì đăng ký kênh và bật chuông thông báo để giúp Việt Thắng có động lực nha. Được của nó luôn các em ơi. Vâng, và chào mừng tất cả quý các bạn đến với trận thi đấu tiếp theo cho buổi tối ngày hôm nay. Và đây sẽ là trận thi đấu giữa Butter Sky Sơn Sẹo, BTS Sơn Sẹo đi. Chúng ta sẽ không gọi đây là Butter Sky nữa. Và ở đầu bên kia, chúng ta sẽ có vị trí của Slow Speak, một trong những nhân tài mới ở trong giải thi đấu chúng ta trong mùa 3 này. Giải thi đấu tìm kiếm thần đấu sắp Việt Nam của chúng ta. Vâng, rất hay. Và các bạn sẽ cùng được xem góc máy của Sơn Sẹo trước. Và Sơn Sẹo sẽ sở hữu cho mình đó là khu vực sân nhà, ở khu vực có cây xà cừ này. Map thi đấu đã có sự 2.0, đã có sự thay đổi rất nhiều rồi. Vâng, từ những ngóc ngách và từ những tiếng súng, từ những âm thanh, vâng, khả năng để xem khả năng quan sát các tuyển thủ có thay đổi hay không. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy là những đường đất, những bụi cây, những ngọn cỏ nhìn thật rõ nét quá đi mà. Ôi giời ơi em ơi, hay quá nhờ. Cố lên nào, cố lên nào, lên lại cái màn hình cho anh cái. Ui ui, hai dân chơi phố núi đang va vấp cuộc đời với nhau. Và các bạn cho xin một like và cho xin tràng vỗ tay để cổ vũ cho hai tuyển thủ chúng ta. Sơn Sẹo mang cho mình combo kỹ năng quen thuộc thôi, nhưng kết hợp thêm cái con cầm cây sọt cạn nữa. Còn bên này anh chàng này Slow Switch mang Maxim để cuốn máu à. Ôi rồi, để xem rằng những chiến thuật, những cái lối chơi mới và mang những kỹ năng mới này nó có thay đổi và có sự khác biệt trong buổi tối ngày hôm nay hay không. Tỷ số đang là 1-1. Ôi giời, súng đâu, súng đâu. Vâng, như này thì chết, vâng, như này thì chết. Bây giờ Sơn Sẹo đang đẩy qua. Vâng, có Maxim quấn máu thì thực sự là dễ như ăn kẹo thôi, dính một viên nữa rồi. Vâng, kẹo này có phải kẹo 500 máu đâu mà hai ông rèn dứ nhau lâu thế nhở. Vâng, ngọn cây, ôi hai cái cây nó lại to quá, hay quá. Đây là tình huống headshot rất tốt đến từ vị trí của Slow Speak. Tỷ số là 1-0 rồi. Hay 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 nào cũng được đấy. Thằng QAG xin rồi, ai bảo gọi cho anh là QAG xin, gọi đội hình TAG ở đây đối đầu với đội hình của Lê Bình Gaming hoặc là TMQ với Hưng DJ, gọi đội hình của Quỳnh Tà vào. Vào đây quẩy xem nào. Tỷ số là 1-0 rồi, nghiêng về bên phía của Slow Speak. Ở trong round thi đấu thứ hai này thì Slow Speak đang cầm cho mình là cây M1014, trong khi đó đầu bên này thì Sơn Sẹo cầm 1887. Ôi 2-0 rồi, hay, rất đỉnh cao, tỷ số là 2-0, rất hay. Lỗi à. Hay, một viên rồi. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Slow Speak, khả năng Sơn Sẹo kiểu này toang. Tôi đánh giá anh chàng Slow Speak này hơn, không biết là góc nhìn của khán giả như nào, nhưng riêng anh Việt Thắng là anh Việt Thắng đánh giá bạn này hơn nhá. Anh Việt Thắng đánh giá bạn Slow Speak nhỉnh hơn rất nhiều. Vâng, bắn thì rất chất lượng. Ui rồi, lại các bạn nào donate cho anh đấy. Ui rồi, ôi 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 giời ơi. Ok em ơi, à trận sau thì chưa em ơi, để bạn ấy thắng, bạn ấy còn vào kèo 1-2 đấy, em phải trận sau nữa. Còn lúc nãy anh gọi thì em không vào. Ở bên này Sơn Sẹo đang quay cuồng chóng mặt, còn gặp kèo khó, gặp ngay kèo rắn. Núi cao còn có núi khác cao hơn, và núi này thì khả năng là cao quá. Đang phải vừa bắn vừa di chuyển, và tôi thấy vấp khá nhiều ở bên này rồi. Một bên là 1887, một bên là M1014. Anh chàng Slow Speak này cũng có luôn cả 1887, nhưng dường như là M1014 anh chàng này sử dụng thuật token rất là nhiều. Hay quá rồi, một nửa lượng máu của Sơn Sẹo bị mất đi. Vâng, Sơn Sẹo đang đấu với anh chàng Slow Speak này thì khả năng là mặt sẽ còn nhiều sẹo hơn nữa. Anh chàng này di chuyển rất nhiều động tác khựng. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. Hôm trước anh chàng Sơn Sẹo này thi đấu rất ổn áp, nhưng mà ngày hôm nay khả năng là đang bị mất bình tĩnh khi gặp một đối thủ ngang tầm, vì anh Việt Thắng đang hơi nói quá. Nhưng mà thực sự thì anh chàng Slow Speak đang cho thấy khả năng thi đấu tốt hơn rất nhiều. Một pha chạm bỏ, lượng máu còn không nhiều, vẫn còn một bình máu, có thể quấn được nhưng không. Tỷ số là 3-0 rồi. Hay, hay quá mày. Chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ hai, và khu vực này đẹp quá nhở. Ui, khu vực nào đây các bạn ơi? Wow, ui, có bạn khán giả nào biết đây là khu vực nào không, giới thiệu anh Việt Thắng với. Vâng, đây là khu vực nào đây? Vâng, đẹp thế nhở, tỷ số là 3-0 rồi. Ồ, ồ, ồ.
Nghe tiếng súng có vẻ là hơi hiền. Hay. 4-0 rồi. Tí nữa nhá, tất cả những bạn có trong danh sách giải đấu Tân Hoàng Giáp Việt Nam, anh em tập trung lại cho tôi để gom anh em vào làm một đội hình team 4 để vào bắn với đội hình của Lê Bình. Cho đội hình Lê Bình nhập nhội luôn. Tỷ số đó là 4-0 nghiêng về vị trí Slow Speak. Sau trận thi đấu này, Slow Speak sẽ tới với kèo thi đấu là 1-2. Tới với kèo 1-2 anh em nhá. À không, sau kèo này là đến 8:30 rồi, để xem nào. Từ từ anh em cứ bình tĩnh. Ui, ông này bắn rát mà chắc, chắc lắm cơ. Ôi hay, 4-1. Ở Sơn Sẹo có một tình huống gỡ hòa rất hay. Kia Slow Speak sẽ có một tình huống đẩy lên. Và map đảo quân sự 2.0 này thực sự nhìn quá đẹp luôn anh em. Bắn là giả kèo, thao tác các tuyển thủ của chúng ta để mà nói thì rất là nhanh. Và anh em có thể nhìn thấy rằng Sơn Sẹo bắn thao tác di chuyển giả kèo rất ổn áp. Ôi, hay, 5-1. Và anh chàng Slow Speak này đang cho thấy khả năng thi đấu quái vật của mình. Nếu mà anh chàng này tí nữa thắng kèo 1-2 nhá, khả năng là anh sẽ cho bạn. Và chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ 7. Tỷ số là 5-1 nghiêng về bên phía của Slow. Còn Slow đang đẩy lên, bắn và thao tác khiến tôi cảm thấy là rối hết cả mắt anh em ạ. Không mang bất kỳ một skin súng gì đến từ anh chàng này. À không, 1887 thôi. Hay. Ui, pha vừa rồi bắn đến hack luôn. Một tình huống bắn quay đầu 45 độ nhưng em một pha vả ngược lại rất hay. Thì ổn áp đấy. Vâng, nhớ là chỉ 3 quả keo nhá. Để xem Sơn Sẹo bao nhiêu quả nào, cũng chỉ 3 quả keo đến từ vị trí Sơn mà thôi. Anh cho team Lê Bình gặp em đi, quân đoàn sát thủ á. À, quân đoàn của em để anh hỏi các bạn cờ lê của anh. Các em trong live stream, các em có biết quân đoàn sát thủ là quân đoàn nào không? Có cân nổi đội hình của Lê Bình không? Đội hình đang thi đấu giải đại chiến quân đoàn của Lê Bình á. Anh cần một đội hình thật sự là cân nhá. Một đội hình thực sự là ngang tài ngang sức. Rồi các bạn cho Việt Thắng xin một like một share nào. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tỷ số đang là 6-1 ở đây rồi. Cứ nhảy ra được ra đạn. Hay, 61 màu. Đẩy lên nào em ơi. Đẩy lên. Đẩy được, đẩy được. Giờ đứng ngoài này, làm cho đối thủ mất phương hướng. Bên này Sơn Sẹo đang tìm góc để ra. Anh chàng Sơn Sẹo này. À đây rồi. Nhìn mấy quả keo đây, mấy quả keo đây. Hình như ông này bắt đầu là 4 quả keo. Tôi đang nhìn thấy 4 quả keo anh em ạ. Thằng nào cũng thua rồi. Tầm này có 14 quả keo thì cũng thua mà thôi. Tầm này có 14 quả keo cũng thua rồi. Quân đoàn sát thủ non lắm anh ơi ạ. Non thì làm sao mà bắn được em ơi. Chết rồi. Quân đoàn bot ơi. Anh là anh để cho các bạn khán giả đánh giá khách quan nhá. Hay thế nhá.